Anh em xem nhớ like và đăng ký để cho mình có động lực làm những video tiếp theo cho anh em xem nhé. Hôm sau, con mẹ nó, đám người Tôn Trọng Dương rốt cuộc là làm sao vậy? Mới sáng sớm đã nhiều cảm xúc tiêu cực như vậy rồi, có thôi không vậy? Cô là người hôm qua, sao cô lại ở đây? Công tử lại gặp mặt rồi, Nô gia và ngài cùng đến Vương Thành. Chẳng trách cảm xúc tiêu cực của đám người Tôn Trọng Dương lại lớn như vậy. Văn tại phố này hết thuộc hạ rồi sao? Sao lại đem Từ Mộc Quân phái đến đây chứ? Nã thủ, nữ nhân hôm qua lên xe rồi, để anh giải quyết. Sớm biết trên đời nhiều kẻ ngốc thì ta đã không đưa tiền cho cô ta rồi. Tên mặt trắng chẳng phải là thứ tốt gì, vì sao cứ cứng đầu như vậy chứ? Hỏi thế gian tình ái là chi, lại khiến người sống chết bên nhau. Ngươi câm miệng lại đi. Trọng Dương, nếu ngươi thật sự không vui, về sau chúng ta tìm thời gian để giết chết tên tiểu tử hám tiền đó là được. Hắn cũng không lừa gạt, không phản bội chúng ta gì hết, vì sao phải giết chết hắn? Các người đó, lệ khí cũng đừng quá lặng. Mọi người đều quay về xe ngựa đi, thương đội sắp xuất phát rồi. Ý, cô ấy ở đây à? Cô là khách mới đến hả? Mau quay về cùng ta, phía sau đều đang tìm cô đấy. Được, ta biết rồi. Mấy ngày tiếp theo, thương đội hướng thẳng về phái Vương Thành mà đi, không còn dừng lại giữa đường nữa, cũng không có tiếp nhận thêm hành khách mới nữa. Ông chủ, ông ra thật, ông Thành thật khai ra, có phải đã kiếm một khoản lớn ở chợ lô dịch hay không? Sao sau khi quay về từ đó đến tiền cũng không kiếm nữa vậy? Ngươi hiểu gì chứ, thế đạo này quá là loạn, lỡ như có người trà trộn vào thương đội ra tay với những kim chi ngọc diệp của Kim Thành kia thì phải làm sao đây? Chúng ta không đảm nhận được trách nhiệm đâu. Ai lại dám ra tay với bọn họ chứ? Bọn họ không phải nào đều xuất thân hào môn hay sao? Chính là hào môn mới đáng sợ. Hào môn quật khởi không phải là điều, không phải nào đều dẫm lên thi cốt của người khác đó sao? Ân oán trước đó đều đã đại thù tích lũy cả ngàn năm ấy. Cẩn thận. Mẹ nó, ta là miệng quạ gì vậy? Tôn công tử, cẩn thận. Có biết mũi tên này không? Mũi tên này chế tạo từ kim thiết, đến cán mũi tên cũng mỏng như nắm đấm, như nắm đấu trẻ sơ sinh vậy, không phải là người thường có thể dùng. Tôn thiếu gia, ngài có điều không biết rồi, thứ này mặc dù không thường thấy, nhưng rất nhiều đại nô dịch, lưu lãng nhi đều rất giỏi dùng, căn bản không thể nào xác định là do ai dùng. Cách dùng tên của bọn họ có hai kiểu, một là sợ chết, trước tiên bắn tên thăm dò hư thực ở trong đội trước, nếu như phát hiện mọi việc không thể liền lập tức rút lui. Cũng chính là nói trong đội ngũ của bọn họ không có nhất phẩm cao thủ. Ngài tuyệt đối đừng đi truy sát bọn họ. Còn có một loại tình huống khác, cứ nói không cần sợ. Còn có một tình huống là câu cá, hơn nữa là chuyên môn câu loại cá con cháu Vương Thành. Con cháu của Vương Thành tâm cao khí ngạo, có những người sau khi đỡ tên
không nghĩ nhiều liền đuổi theo truy sát. Sau đó những vương thành đệ tử này sẽ bị đám lưu lãng nhi này vây chết. Ngài cũng biết đại nô dịch trước đây đến từ trước đến nay trong bọn họ cũng là không có cao thủ. Nói thẳng ra là đám gia hỏa này cảm thấy con cháu của vương thành chúng ta ai ai cũng là lại ngu dốt, kích động không có não hả, gan thật lớn. Thiếu gia, ngài đương nhiên là không giống đám quỷ chết đó rồi, đám người này thông thường đều có người thuê đến. Lạc dữ nữ này rốt cuộc là ai vậy? Tiễn vừa rồi, nhanh đến nhị phẩm cao thủ như ta cũng không kịp tránh, nhưng hắn lại. Hắn thật sự chỉ là tiểu tu sĩ hay sao? Ông chủ, ông nhìn ta làm gì? Nếu như muốn để ta giúp đỡ cũng được, nhưng mà phải trả lại tiền cho chúng ta. Đã lúc nào rồi mà vẫn tham tiền? Chư vị đi đường đã vất vả rồi, nơi này địa hình dễ thủ khó công, hôm nay chúng ta cứ cắm trại ở đây đi. Tôn thiếu gia, doanh địa đã thu dọn thỏa đáng rồi, hôm nay ta sẽ sắp xếp thuộc hạ lô dịch thay phiên các đêm, mọi người có thể yên tâm ngủ một giấc ngon. Nàng dữ nữ, bọn họ nói muốn ở lại trong xe, sẽ không xuống cùng chúng ta nữa. Người cũng vất vả rồi, vừa bỏ sức vừa bỏ tiền, còn miễn đơn cho người đó nữa. Nàng dữ nữ kia đúng là đã cứu ta một mạng, cũng là nên làm thôi. Chỉ là hiện giờ nghĩ kỹ lại, ta cứ cảm thấy tình hình khi đó có chút không đúng. Ồ, tiếng vang của tiễn đỗ vừa vang lên đã gần như là đến trước người của ta, nhưng nàng dữ nữ kia lại có thể chuẩn xác đẩy ta ra, chứng tỏ hắn có thể sớm đã phát hiện ra mũi tên đó rồi. Cũng chính là nói hắn thực ra là một cao thủ. Cũng chính là nói hắn là cố ý để ngươi nợ hắn một món nợ ân tình. Hắn làm vậy là có ý gì chứ? Lỡ như không cứu được người thì phải làm sao? Ta có một suy đoán. Hắn rất có thể là vì không đủ kinh phí để theo thương đội đến Vương Thành, cho nên mới. Nếu như là hắn thì hình như đúng là có thể có khả năng này. Nàng giữ nữ kia quả nhiên là tên tiểu nhân, vì chút tiền mà tính kế bán đứng. Ta vốn dĩ còn không tin hắn sẽ vì tiền mà bán đứng thống lĩnh của võ vệ quân. Hiện giờ cảm thấy thống lĩnh này gặp phải hắn đúng là xui xẻo. Các ngươi nói, liệu hắn có phải là do cừu gia của chúng ta sắp xếp vào trong quân đội hay không? Có lẽ không thể nào đâu, nếu như là sát thủ mai phục, sẽ không cao điệu như vậy. Không lý nào. Vậy thì có thể nào, hắn chính là thống lĩnh của võ vệ quân. Có lẽ không thể đâu, võ vệ quân kia có 4 nhất phẩm. Võ vệ quân thống lĩnh chắc chắn cũng là một trong số đó. Đúng vậy, nếu không sao mà áp chế được thuộc hạ chứ. Hơn nữa, trên người của nạc dữ nữ này làm gì có chút hơi thở quân nhân nào chứ. Không, nếu mà nói như vậy hắn vẫn là có khả năng đấy. Khi hắn đối diện với đột kích bình tĩnh hơn nhiều so với người bình thường, đó là ánh mắt của người có kinh nghiệm sinh tử mới có. Ta biết ngay hắn có vấn đề mà, không cần biết hắn là ai, ta thấy mọi người tốt nhất nhìn hắn cho kỹ chút. Nếu không cứ trực tiếp đuổi hắn đi đi, cũng coi như là không lưu lại hậu họa. Tiểu Nhã nói rất đúng, tóm lại là phải đề phòng. Nhưng vào lúc thế này đuổi người đi liệu có vô tình quá không? Tiểu Ngờ, chúng ta hiện giờ cách Vương Thành còn bao xa nữa? Nếu như tách khỏi thương đội, chúng ta có thể thuận lợi đến nơi hay không? Ủa, cả đường này có quan đạo còn có mốc đường, có lẽ sẽ không có vấn đề đâu. Lã thụ, chúng ta muốn tự mình đi sao? Cừu gia của đám Tôn Trọng Dương đến cửa rồi, mặc dù bọn họ tự cho là có thể đối phó, nhưng chúng ta không cần phải mạo hiểm cùng họ. Hơn nữa, trong đội ngũ này còn có gián điệp gọi là Từ Mộc Quân, tiền cọc cho thương đội cũng lấy về rồi. Đã rõ, em sẽ bảo giáo chủ đi chuẩn bị.
là xe ngựa của nạc dữ nữ. Bọn họ là muốn rời đi sao? Đi, chúng ta đi theo xem sao. Nạc dữ nữ, các người là muốn đi đâu hả? Là thế này, đi theo các người có chút không an toàn. Chúng ta gặp lại ở Vương Thành vậy. Đến lúc đó ta giúp các người tìm thống lĩnh của võ vệ quân. Đến nay mọi người gặp phải nguy hiểm, các người lại muốn rời đi. Các người gặp nguy hiểm liên quan quái gì đến ta? Cũng không phải là ta tìm đến. Hơn nữa, nếu các người biết được ta chính là lã thụ, nói không chừng còn muốn ra tay với ta. Ta không trong ứng ngoại hợp với đám sát thủ kia, đã là lẻ tình tiền lắm rồi. Loại người thấy nguy hiểm liền vứt lại đồng đội mà bỏ chạy như người, cho dù có sống sót thì có thể tìm được bằng hữu gì chứ? Liên quan gì đến người? Nạc dữ nữ này nói rất đúng, hắn vốn dĩ là đáp ứng giúp tìm thống lĩnh của võ vệ quân, không hề có liên quan gì đến chúng ta hết. Nhưng mà khẩu khí thế này khiến ta không thể nào nuốt xuống được. Rõ ràng chúng ta lúc trước ở Vương Thành, đi đến đâu cũng được ngưỡng mộ, chỉ có những thiên tài Vương Thành chúng ta ghét bỏ người khác mà thôi. Chưa từng có ai dám ghét bỏ chúng ta hết. Lưu lại, ta thêm tiền. Huynh đệ à, ngươi thêm bao nhiêu? Tính của tên này, ai dám phái hắn đi làm gián điệp chứ? Phút giây nào cũng có thể bán đứng tất cả đấy. 100 vạn thần sao, ngươi hộ tống chúng ta đến Vương Thành. Đến Vương Thành rồi, ngươi có thể đến tôn. Đến tôn bất kỳ của tiền trang nào của tôn gia để lĩnh tiền. Đám thiên tài Vương Thành này kẻ nào cũng có bối cảnh, thân phận của kiều gia bọn chúng cũng không hề rõ ràng. Đến những đại nô dịch đánh nhén ở trong bóng tối kia, nói không chừng cũng chỉ là đến dò đường mà thôi, nếu như là vậy. Nhiệm vụ hộ tống các ngươi chuyến này có lẽ là rất nguy hiểm. Có lên 100 thần sao hay không đủ, phải 300 vạn. Còn nữa, ngươi phải viết chứng cứ có lăn tay cho ta. Con mẹ nó, vẫn là lần đầu tiên có người dám bắt ta lăn dấu vân tay. Ngươi là sợ ta quỵt nợ hay là sợ ta chết ở đây hả? Loại người coi tiền như mạng như ngươi, cách kiếm tiền chắc chắn là sẽ càng lúc càng xảo trá. Về sau kẻ nào thuê ngươi, kẻ đó là kẻ ngốc. Này, cô ta nói ngươi là kẻ ngốc kìa. Ta con mẹ nó là ý này sao? Ây à, tôn công tử, ngài đem nạc dữ nữ về rồi à? Vừa hay, đồ ăn đêm của doanh địa đã làm xong rồi, nhân lúc nóng ăn đi. Công tử, cô nương ăn cơm. Rõ ràng là một gián điệp, diễn cũng tốn sức quá đấy. Mộc Quân, cô nương à, thực ra cô không cần phải làm như vậy. Dựa vào điều kiện của cô, tùy ý đi đến nơi nào cũng đều sẽ sống rất tốt. Công tử, những người khác đâu có đẹp như ngài. Rõ ràng ta đã hóa danh Văn Quân rồi, vì sao hắn lại biết tên thật của ta chứ? Lã Tiểu Ngờ, em béo đau quá đấy. Lại nữa, những người này có thôi không hả? Lần này hướng địch đánh đến là hướng về đám người của lạc dữ nữ. Đến đúng lúc lắm, vậy thì để ta xem thử bọn họ sẽ ứng phó thế nào. Trong mì này chỉ có muối, thịt thì luộc quá nhừ. Em muốn về nhà ăn mì trứng sốt cà chua. Giá trị cảm xúc tiêu cực đến từ Mộc Quân. Ông chủ thương đội nói quả nhiên không sai. Tên này mặc dù là tham tài nhưng đúng là có thực lực. Người bình thường sao có thể giống như hắn chứ? Một mũi tên bắn đến mà vẫn tiếp tục bình tĩnh ăn mì được. Hừm, hắn đừng có mà lâm trận bỏ trốn là được.
Không đâu, ta thấy hắn không giống như là loại người đó. Ta có thể nhìn ra một tia sát ý từ trong mắt hắn, sát ý đó hàm chứa mà không phát ra. Ra tay sợ chính là lôi đình, cho nên hắn chắc chắn là sẽ không bỏ. Mẹ nó, chạy đi. Đi mau đi, đừng chặn đường. Ê, cái này. Tốc độ nhanh quá, bọn họ ở đây nào muốn. Con mẹ nó, sự bình tĩnh này, con mẹ nó quá là quá đáng đấy. Đã đến lúc nào rồi, còn có thời gian quản ngựa với xe ngựa chứ. Mẹ nó, mặt đau quá. Mẹ nó, đây lại là công pháp gì vậy? Tiểu thương đội này của ta là loại chứa những loại người gì vậy? Sao lại đều là ngọa hổ tàng long vậy chứ? Lão đại, bọn chúng hình như tạm thời rút lui rồi. Đợi đã, sao lại có người vác cả xe ngựa chạy thế kia? Vác xe ngựa chạy? Lẽ nào trong xe ngựa đó có thứ gì đặc biệt? Thật sự có khả năng như vậy. Nhưng mà đừng nhiều chuyện, mọi thứ lấy nhiệm vụ làm chủ. Túc chủ đã nói giết chết 12 vương thành thiên tài là được, bọn họ đã đủ khó xử rồi. Chết tiệt. Nô dịch lần này tử thương quá lửa, xe ngựa hơn nửa cũng bị phế rồi, tổn thất thảm trọng. Đều nói Tôn gia trước giờ không bạc đãi hạ nhân, xem ra bồi thường tổn thất của chúng ta chỉ có thể dựa vào Tôn gia thôi. Vô luận là thế nào, nhất định là phải bảo vệ tốt cho chính mình, còn có an toàn tính mạng của Tôn thiếu gia. Tình hình thế nào rồi, bọn họ có đánh đuổi hay không, đánh nổi hay không? Nếu ta nói là nổi, hai người này sợ là lại vác xe ngựa chạy mất. Thay vì đợi đối phương tìm đến, không bằng chúng ta tự tìm qua đó diệt trừ hậu họa đi. Ngài là thân sắc ngàn vàng, không thể nào ngốc nghếch mà đối đầu với bọn chúng. Địch trong tối, ta ngoài sáng. Thay vì tiếp tục tiêu hao thế này, không bằng nhân lúc đang cường thịnh nhất chủ động xuất kích. Đi, mọi người theo ta giết qua đó, mọi việc cẩn thận hành sự. Ơi, vốn dĩ ta tưởng rằng Tôn Trọng Dương này chỉ là tuổi trẻ ngông cuồng, mới kích động đưa ra quyết định. Nhưng hiện giờ xem ra thực ra không phải. Nói hay lắm, nếu như là vậy, ta sẽ đồng hành cùng người. Ta chính là vệ sĩ có tố chất nghề nghiệp tốt đấy. Không phải ngươi đã hiểu lầm chứ, ta không gọi ngươi, ta là để ngươi lưu lại, muốn khiêm tốn ghê tởm. Không phải thật sự muốn ngươi đi tặng mạng. Ây, hiếm khi chủ động một lần, vậy mà lại bị người ta coi thường.